các bạn cái vấn đề này nó là cái vấn đề về tên. Đôi khi các bạn đây này, các bạn chat này, các bạn chat này, thì các bạn nhìn sơ qua ấy, các bạn tưởng là thằng NTM đấy, mà thực ra không phải. Cái tên NTM ấy, các bạn để ý kỹ này, nó không thể fake được. Bởi vì sao? Bởi vì mình là cao thủ rồi, đặt tên nó phải có kiểu các bạn. Cái chữ N này này, các bạn không thể biến nó thành dấu nguyền hay dấu nặng hay dấu ngã được. Mà cái chữ T hay chữ M cũng thế. Giả sử như chữ Y chẳng hạn, chữ Y này, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành chữ Y. Đây là chữ Y đấy, đây là Y với Y đấy, giống hệt nhau. Hoặc là ý này, ý này, à, ý thì nó sang bên kia này, à, chữ Y này, là Y này. Đấy, nên hãy lưu ý nhé các bạn, hãy lưu ý đặc biệt vấn đề này. Mình không nói là nó lừa đảo hay gì nhá, mình không nói. Nhưng mà ấy, mình vô tình mình nhìn thấy thế thôi, thì mình nói cho các bạn biết là hãy cẩn thận. Mình không nói nó lừa đảo nhá, lúc nào nó lừa đảo thì hãy nói sau. Nhưng mà mình muốn nói là các bạn, tên bất kỳ ai đó ấy, các bạn hãy để ý một chút. Giả sử như là thằng đây là một số thằng như là Tiểu Lợi này đi, bây giờ mình viết khác là Tiểu Lợi đấy. Nhưng mà cái chữ Y này này, mình có thể hoàn toàn biến đổi nó thành chữ Y hoặc chữ Y. Đây là Tiểu Lợi này đấy, mình copy ra này, đây Tiểu Lợi nhá, đấy Tiểu Lợi này. Các bạn có nhìn nó có giống không? Đấy, còn một chữ khác đây này, đây là chữ Y này, đây là chữ Y đấy, nhìn nó vẫn là Tiểu Lợi đấy. Nếu như mình đặt những tên là Minh thì sao? Thì nó hoàn toàn có thể thành chữ Mình. Đây là chữ Mình đấy, hoặc là Mính này, hoặc là Mịnh này đấy. Còn mấy thằng gà nó cứ thay thích cái ô vuông này thì sao các bạn? Đấy, cái ô vuông này này đấy, ví dụ như là ô vuông này, Hạo Thiên chẳng hạn này. Đấy, thằng Hạo Thiên này, bây giờ mình fix thằng Hạo Thiên rất đơn giản thôi. Hạo này, Thiền này, này, Hạo Thiên, hoặc là Hạo này, Thiến này. Và thằng này tao đang nói chuyện là Hạo Thiến này, thằng Hạo này, Thiên này, vẫn là Thiên nhé. Nhưng mà nó là Hạo chữ cái dấu huyền ấy, nó ở cái chữ Y cơ. Đấy, đây này. Đấy. À đây dấu huyền là mình ghi tiếp này, nó chuyển sang đây Hạo Thiên này, Thiên này, Thì này, N này. Đây này, chữ Thiên này này. Nên các ông để ý nhá, các ông hãy hết sức để ý trong cái việc đặt tên. Nếu như muốn thằng nào không fake được mình ấy, hãy cố gắng đặt những cái tên chuẩn, không thằng nào fake được. Cái thứ hai nữa ấy, là những thằng mà đi mua, đi bán cái gì đấy, nó rất có thể dễ bôi nhọ cái danh tiếng của bạn ở server. Ví dụ bạn một thằng bot chẳng hạn. Đấy, bạn là một thằng bot, bạn là một thằng bang chủ một bang, hoặc là bạn gì gì đấy. Nó hoàn toàn có thể fake được cái tên những thằng mà các liên minh với nhau thì mình đối địch. Mình không nói là tất cả đều liên minh đều như thế, nhưng mà hãy để ý vấn đề này nhá. Những người mới chơi mới người ta không biết đâu, nhưng khi người ta bị lừa rồi người ta cứ loa lên là thằng ý bang chủ bang đấy đấy, nó lừa đảo đấy. Tên đúng rồi, chụp ảnh, thậm chí chụp ảnh luôn. Đây Hạo Thiên, tao nói chuyện Hạo Thiên đây. Kiểm tra, thậm chí kiểm tra luôn các bạn nhé. Kiểm tra thậm chí nó lập đúng ác mộ dung, hoặc là đúng ác của phạt cái thằng khẳng đấy, phải đấy luôn, cấp bấy luôn. Khác mỗi cái chỗ gọi là tâm trạng hoặc cái bang, thậm chí nó vào luôn cái bang đấy luôn, gớm mà là đâu. Những trường hợp này mình gặp rồi nên mình chia sẻ cho các bạn nhá. Đây là cũng là một mánh khóe đấy, mình sẽ cho nó lên cái chuỗi 20 mánh khóe.